Con đi hả? Con đi có cái ấy này, để cho họ uống à. Họ uống là dành cho những người bị xương khớp hả anh? Thế tốt lắm này. Không Đứa có. anh là cũng bắt được con rồi, Đúng nó rồi, không làm nhưng được. mà không có cái bình này. Bình bỏ vô. Đó, đấy, thế. Anh không, bây giờ là để ý nữa, lấy cái Cột lại hay. lấy cái gì đè lại ở đây, đúng không, Kêu mấy về cái cây. cầm. Còn đi chi đâu mà người ta chỉ cần bấm cái đuôi là đâu có sợ đâu, cái đuôi nó chích nó sợ nhỉ. Cái đuôi này mới độc nè. Chết anh, chết rồi, chết rồi. Ổ rứa thì mình phải hất nó cái đường sát sát đường chứ dân nó đi nó đạp hoặc nó bắt ạ. Không đi được đâu, đè đứa sao đi được, đi người bắt nó.